lesson cho tất cả các thành viên ở trong nhóm. Một chút nữa chúng ta sẽ unbox nhé. Bỏ qua đi mọi người.
sẽ giống vậy, nhưng mà mấy cái cọng này của Vin là nó màu bảy sắc cầu vồng, còn cái này là nó chỉ có một màu thôi, khá là dễ thương. Không biết ai sẽ bóc trúng những món quà này ta. Ok, rồi bây giờ Vin sẽ viết thiệp và hẹn mọi người tối nay chúng ta sẽ ăn sinh nhật và tặng quà Giáng sinh cho nhau. Ok la. Bây giờ mọi người sẽ chọn số từ số 1 cho tới số 12. Mọi người có quyền chọn tự do. Muốn chọn số mấy? Số 12. Số 12. Số 1 tới 12. Số 3. Số 3. Số 8. Số 5. 11. Số 10. 10. Trang số mấy? Đúng đó. Rồi ok. Giờ bây giờ nhớ số từng người nha, tôi không có nhớ đâu á. Rồi số mấy? Số 11. Số 10. Số 2. 3. Ồ. Gia số mấy vậy? Này số 5. Số 5 tôi. Rồi còn số mấy vậy? Số 8 hả? Chết rồi. Từ nha. Này không phải. Yeah, số 8, chúc mừng em. Món đó mắc nhất đó. Món đó mắc nhất chứ. Hết chưa? Ừ, Trang số mấy? Số 7 hả? Số 7 đâu? Số 12 nè. Đựng trứng bông quýt tẩy trang á. Số 7 Lisa. Quà tinh thần thôi nha mọi người. Quà tinh thần thôi nha. Không, được luôn. Bỏ trứng cục vịt lộn ra, được luôn. Ok, cảm ơn mọi người. Và vlog đến đây là thật là vô tri. Hết rồi.